Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, sự bành trướng của Trung Quốc đang biến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở thành điểm nóng thu hút 26 quốc gia trên thế giới tham gia cuộc tập trận hải quân với quy mô lớn nhất thế giới để đoàn kết với Mỹ và các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Các nước lớn ở châu Âu hiện đang triển khai tàu chiến và máy bay tới khu vực này. Trong nhiều thập niên qua, chính sách của Mỹ ở châu Á thường được ví von một cách không chính thức là hệ thống trục và nan hoa. Trong đó, Mỹ dẫn dắt như cái trục, các quốc gia đồng minh và đối tác thì như nan hoa quay xung quanh. Nhưng thời gian gần đây, Mỹ đã sử dụng một cách so sánh khác để mô tả tầm nhìn của họ đối với khu vực. Một hàng rào lưới mắt cáo với các lưới dính với nhau, biểu tượng cho các quốc gia đồng minh và đối tác gắn chặt với nhau thay vì tách biệt như là nan hoa. Vào ngày 29 tháng 4, tàu khu trục lớp Town di Raven thứ 3 của Ý và tàu tuần tra ngoài khơi đa năng đầu tiên có khả năng phòng không của Ý Raimondo Montecuccoli P-432 đã rời căn cứ hải quân La Spezia trong 6 tháng, hoạt động hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trên toàn thế giới. Tàu USS Montecuccoli đã đi qua eo biển Gibraltar ngày 1 tháng 5, vượt Đại Tây Dương và đến Thái Bình Dương qua eo biển Panama. Con tàu này sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện và tác chiến chuyên sâu tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cùng hải quân các nước đồng minh và đối tác. Ngày 7 tháng 5, Đức điều hai tàu chiến tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Các tàu hải quân Đức và Ý cũng sẽ tham gia cuộc tập trận hàng hải Vành đai Thái Bình Dương do Hải quân Hoa Kỳ dẫn đầu tại quần đảo Hawaii và các khu vực lân cận từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 4 tháng 8. Đức và Pháp cũng dự kiến sẽ triển khai một lượng lớn máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay vận tải, để tham gia cuộc tập trận chung với các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương Dream of the Pacific 2 năm một lần được coi là cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới. 26 quốc gia, trong đó có Anh và Mỹ, đã tham gia cuộc tập trận quân sự Vành đai Thái Bình Dương năm nay. Chủ đề của nó là đối tác, hội nhập và chuẩn bị. Cuộc tập trận nhằm truyền tải thông điệp rằng nó không chỉ là cuộc tập trận nhằm gắn kết nhiều quốc gia lại với nhau, mà còn là cơ hội để các bên tham gia phát triển sự hợp tác và đối tác cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu huấn luyện của mỗi quốc gia. Sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác giữa các quốc gia càng thu hút nhiều quốc gia muốn tham gia và muốn được cùng tất cả các quốc gia tiến hành một cuộc huấn luyện trên tổng thể nhằm đạt được mục tiêu chung về an ninh hàng hải. Hạm đội 7 của Hoa Kỳ hôm 10 tháng 5 thông báo rằng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Hansi DDG-97 đã đi qua quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông như một phần của hoạt động tự do hàng hải. Nó thăm dò các hạn chế của Bắc Kinh đối với việc tự do đi lại qua các đảo do Trung Quốc kiểm soát, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Hạm đội 7 viết trong một tuyên bố rằng hoạt động tự do hàng hải lần này đã thách thức các hạn chế đối với việc đi qua không gây hại do Trung Quốc và các nước khác áp đặt, đồng thời cũng thách thức các yêu sách khu vực của Trung Quốc và bảo vệ quyền tự do cũng như việc sử dụng hợp pháp các đại dương được luật quốc tế công nhận. Theo Điều 19 Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, đi qua không gây hại có nghĩa là tàu chiến có quyền đi qua trong phạm vi 12 hải lý tính từ bờ biển của nước khác mà không cần thông báo trước, với điều kiện không gây phương hại đến hòa bình, trật tự, an ninh của nước ven biển. Tuyên bố của Hạm đội 7 cho biết, việc đơn phương áp đặt bất kỳ yêu cầu ủy quyền hoặc thông báo trước nào đối với việc đi qua không gây hại đều là phi pháp. Việc đi qua không gây hại mà không có thông báo trước hoặc sự cho phép của bất kỳ quốc gia tranh chấp nào thể hiện sự nghi ngờ của Hoa Kỳ đối với những hạn chế bất hợp pháp này do Trung Quốc và các quốc gia khác áp đặt, đồng thời chứng minh rằng việc đi qua không gây hại không phải chịu những hạn chế đó. Hoạt động lần này cũng thử thách tuyên bố của Trung Quốc đối với đường cơ sở eo biển của quần đảo Hoàng Sa. Bắc Kinh tuyên bố rằng các tàu chiến đi qua chuỗi đảo cần phải thông báo trước. Hạm đội 7 cũng cho biết, dựa trên những đường cơ sở này, Trung Quốc tìm cách yêu sách nhiều vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hơn mức cho phép theo luật pháp quốc tế.
và luật pháp quốc tế không cho phép một quốc gia như họ thiết lập đường cơ sở xung quanh toàn bộ nhóm đảo phân tán. Hoạt động của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Hanshi diễn ra một ngày sau khi đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 8 tháng 5. Lúc này, Mỹ và Philippines đang tiến hành cuộc tập trận thường niên Balikatan 2024. Gần đây, các tàu hải quân và nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động dẫn đường và huấn luyện ở vùng biển quanh Nhật Bản, thu hút được sự quan tâm lớn của nước này. Bộ Tổng tham mưu Nhật Bản GSO cho biết trong thông cáo báo chí ngày 10 tháng 5 rằng vào trưa ngày 9 tháng 5, hai tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc đã đi vòng quanh các đảo phía tây nam Nhật Bản và một tàu tình báo hải quân khác đã vượt qua eo biển Miyako và tiến vào biển Hoa Đông. Các khinh hạm của Hải quân Trung Quốc là tàu Thường Châu số 549 và tàu Lục An số 611 được phát hiện đang di chuyển về phía tây bắc gần các đảo phía tây nam Nhật Bản. Sau đó, hai tàu khu trục này hoạt động trong vùng biển giữa đảo Yonaguni và Đài Loan và chúng được nhìn thấy di chuyển về phía bắc cách đảo Điếu Ngư 50 dặm về phía tây. Thông cáo báo chí nêu rõ rằng trước đó các tàu hải quân Trung Quốc đã di chuyển về phía đông qua eo biển Otsumi. Tàu khu trục GS Yamagiri DD-152 của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và máy bay tuần tra hàng hải P-3C Orion của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản từ phi đoàn không quân hạm đội 5 đóng tại căn cứ không quân Naha ở Okinawa đã theo dõi tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc. Eo biển Nhật Bản là tuyến đường thủy quốc tế lớn cho phép các tàu nước ngoài tự do đi lại. Các tàu Hải quân Trung Quốc thường đi qua các đảo phía tây nam Nhật Bản, tiến vào biển Thái Bình Dương và Philippines hoặc quay trở lại Trung Quốc qua biển Hoa Đông. Các tàu và máy bay của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản vẫn luôn giám sát và theo dõi tất cả các tàu Nga và Trung Quốc đi qua eo biển này. Hai nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc là tàu Liêu Ninh và tàu Sơn Đông cũng thường tiến hành huấn luyện bay trên tàu sân bay ở vùng biển quốc tế xung quanh các đảo phía tây nam của Nhật Bản. Nhưng các cuộc tập trận máy bay trên tàu sân bay này thường được tiến hành cách xa các đảo của Nhật Bản 62 dặm hoặc hơn. Khi Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư, Nhật Bản đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực này, bao gồm triển khai tên lửa chống hạm trên đất liền và kế hoạch triển khai nhiều loại tên lửa hành trình và thông minh trên đất liền để đối phó với một cuộc xâm lược có thể xảy ra. Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản ngày 8 tháng 5 thông báo tàu vận tải lớp Otsumi Kunisaki của Nhật Bản được triển khai ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã rời căn cứ hải quân Kure vào ngày 3 tháng 5 để bắt đầu hoạt động hàng hải kéo dài 4 tháng, bao gồm việc tham gia cuộc tập trận Malabar năm 2024. Tàu Kunisaki cũng sẽ tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương 2024 2 năm một lần. Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản thông báo trong một thông cáo báo chí ngày 10 tháng 5 rằng lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản, Hải quân Úc và hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã ký một bản ghi nhớ về chiến tranh thông tin. Bản ghi nhớ chỉ ra rằng ba hạm đội sẽ tăng cường hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực chiến tranh thông tin và tất cả các đối tác sẽ tăng cường hợp tác về tình báo, thông tin liên lạc, khí tượng biển, điện tử, mạng, lĩnh vực không gian và tất cả các hoạt động thông tin bên ngoài các hoạt động chiến tranh nóng để đạt được một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở trong một môi trường an ninh ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Gần đây, Hải quân Indonesia đã nỗ lực mở rộng các phương pháp tấn công trên biển và tăng cường các cuộc tập trận thực tế trên biển. Ngày 9 tháng 5, Hải quân Indonesia đã sử dụng tên lửa chống hạm để đánh chìm tàu quét mìn KRI Pulau Romang. Đây là cuộc tập trận đánh chìm bắn đạn thật thứ 3 được Hải quân nước này tiến hành trong vòng chưa đầy một năm. Cuộc tập trận đánh chìm bằng đạn thật là một phần của cuộc tập trận Hải quân chung hàng năm. Cuộc tập trận lần này được tổ chức ở biển Bali. Hải quân Indonesia đã bắn ít nhất 3 tên lửa chống hạm vào tàu mục tiêu, trong đó có 2 tên lửa Exocet MM40 Block 3 do Pháp sản xuất. Theo thông cáo báo chí của Hải quân nước này, những tên lửa này sử dụng các điểm tọa độ ngang và dọc và có tầm bắn khoảng 64 km. Trong tương lai, Hải quân Indonesia có thể sẽ sử dụng các loại tên lửa đất đối đất và tên lửa đất đối hải mẫu mới. Hải quân nước này gần đây tuyên bố mua 2 tàu tuần tra ngoài khơi lớp Taon di Dreven từ Ý. Điều này có thể tạo cơ hội cho họ trang bị cho Hải quân Indonesia phiên bản mới nhất của tên lửa chống hạm Tesel Automat của Ý. Đồng thời, quyết định mua 2 tàu ngầm của Pháp cũng sẽ giúp Hải quân Indonesia lần đầu tiên có được tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm Exocet
SM-39. Điều đáng chú ý là không quân Indonesia cũng sẽ bắt đầu sử dụng phiên bản phóng từ trên không của tên lửa Exocet có thể phóng từ máy bay chiến đấu Rafale vào năm 2026. Ngoài ra, hải quân nước này cũng có kế hoạch trang bị tên lửa hành trình chống hạm tầm xa Atmaca do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất cho các tàu mặt nước hiện có và có kế hoạch mua tên lửa tấn công hải quân Brahmos và Kongsberg. Hải quân Indonesia cũng hy vọng thiết lập mạng lưới phòng thủ tên lửa ven biển tại các điểm huyết mạch chiến lược của nước này, bao gồm cả eo biển Makassar. Nguồn trang thiết bị hải quân đa dạng của Indonesia có thể mang lại những thuận lợi nhất định về mặt địa chính trị và có được công nghệ, nhưng cũng mang lại những thách thức về khả năng tương tác, huấn luyện và bảo trì. Khi tình hình địa chính trị phức tạp ngày càng leo thang, việc tăng cường phát triển trang bị hải quân của Indonesia là điều đáng được quan tâm. Phe đồng minh có hứa trao các đảo ở Biển Đông cho Trung Quốc hay không? Trong số rất nhiều hiểu lầm xoay quanh lịch sử Biển Đông, ở Philippines thì gọi là Biển Tây Philippines, một trong những hiểu lầm khó xóa bỏ nhất chính là ý kiến cho rằng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, các đồng minh phương Tây đã hứa giao các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang tranh chấp cho Trung Quốc. Hiểu lầm này tiếp tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận công khai, mặc dù thiếu bằng chứng ủng hộ. Ngay cả đại sứ Trung Quốc tại Philippines Hoàng Khê Liên cũng đã gây nhầm lẫn khi nhắc lại điều đó. Vào tháng 7 năm 2020, đại sứ Hoàng nói với thời báo Manila rằng Trung Quốc đã khôi phục và nối lại việc thực thi chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa, tức là quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sau chiến tranh, theo tuyên bố Cairo, tuyên bố Potsdam và các văn kiện hậu chiến khác, vị đại sứ đã sử dụng từ Nam Sa là tên tiếng Trung Quốc để chỉ quần đảo Trường Sa, được Philippines gọi là quần đảo Calayan. Có lẽ ông ấy không biết rằng mình đang nói những điều vô nghĩa. Tuyên bố Cairo là một văn bản ngắn được công bố vào ngày 1 tháng 12 năm 1943 sau một loạt các cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt, Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng thống Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân Quốc. Ba nhà lãnh đạo đã tuyên bố rằng một khi chiến tranh kết thúc, Nhật Bản sẽ bị tước bỏ tất cả các hòn đảo ở Thái Bình Dương mà nước này đã chiếm đoạt hoặc chiếm đóng kể từ đầu Thế chiến thứ nhất năm 1914 và tất cả các lãnh thổ mà Nhật Bản đã đánh cắp của Trung Quốc, chẳng hạn như là Mãn Châu, Formosa và Pescadores sẽ được trả về cho Trung Hoa Dân Quốc. Nhật Bản cũng sẽ bị trục xuất khỏi tất cả các lãnh thổ khác mà nó đã chiếm đoạt bằng bạo lực và lòng tham. Điều đầu tiên cần lưu ý về tuyên bố Cairo là nó không đề cập đến quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa, hoặc Hoàng Sa, hoặc là bãi cạn Scarborough, hoặc bất kỳ địa điểm tranh chấp nào ngày nay. Các hòn đảo duy nhất được nhắc tên cụ thể là Formosa, tức là Đài Loan, và Pescadores, tiếng Trung Quốc gọi là Bành Hồ, nằm ngay phía tây Đài Loan. Chỉ có hai hòn đảo này được hứa trả lại cho Trung Quốc, không bao gồm những hòn đảo khác. Câu sau của tuyên bố Cairo nói rằng các lực lượng Nhật Bản sẽ bị trục xuất khỏi tất cả các lãnh thổ khác mà họ đã xâm lược, nhưng không nói gì về việc các lãnh thổ này sẽ được trả lại cho những quốc gia nào. Các quốc gia được nhắc đến bao gồm các vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương, từ Miến Điện đến Papua New Guinea, từng là một phần của các đế quốc Anh, Pháp và Hà Lan trước khi bị Nhật xâm lược. Các đế quốc đó muốn khôi phục lại các thuộc địa của họ sau khi Nhật bị đánh bại, nhưng Hoa Kỳ không đồng ý. Kết quả là nội dung của tuyên bố Cairo rất mờ hồ. Các nhà lãnh đạo có thể đồng ý rằng Nhật Bản nên bị trục xuất khỏi những lãnh thổ này, nhưng số phận tương lai của chúng thì không được quyết định. Hơn nữa, quần đảo Nam Sa, tức là quần đảo Trường Sa của Việt Nam, không thể được coi là vùng lãnh thổ mà Nhật Bản đã đánh cắp từ tay Trung Quốc, vì Trung Quốc đã không tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này vào năm 1943. Bằng chứng lịch sử cho điều này rất rõ ràng. Năm 1943, Bộ Thông tin của Trung Hoa Dân Quốc đã xuất bản cái mà họ gọi là Sổ tay Trung Quốc 1937-1943, một hướng dẫn toàn diện về địa lý, lịch sử, chính trị và kinh tế của đất nước. Ở trang mở đầu, cuốn sổ nói rằng lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc kéo dài từ dãy núi Shayan ở phía Bắc đến đảo Chi Tôn ở Hoàng Sa. Nói cách khác, vào năm 1943, Trung Quốc chỉ tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa ở phía Bắc Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam, chứ không phải là Trường Sa hay là bãi cạn Scarborough. Hai ấn bản của Sổ tay Trung Quốc đã được xuất bản trong năm đó, lần đầu tiên ở Calcutta vào tháng 7 và lần thứ hai ở New York vào tháng 11. Cả hai đều có cùng một nội dung. Mãi đến tháng 6 năm 1947, sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, chính phủ Trung Quốc mới nhận thấy nên tuyên bố chủ quyền quần đảo Trường Sa. Ngay cả sau đó,
Ấn bản năm 1947 của sổ tay Trung Quốc cũng tỏ ra thận trọng. Nó nói rằng cực Nam, ranh giới của Trung Quốc vẫn chờ được giải quyết và chủ quyền của quần đảo Thoan Sa ở phía Nam đang bị tranh chấp bởi Trung Quốc, Philippines và Đông Dương. Vào thời điểm này, các nguồn tin của Trung Quốc gọi Trường Sa là Thoan Sa. Cái tên Nam Sa, nghĩa là bãi cát phía Nam, lúc này được dùng để chỉ bãi cạn Macclesfield xa hơn về phía Bắc, vì trước đây nó là khu vực cực Nam của Trung Quốc. Chỉ đến năm 1947, Nam Sa mới được di chuyển xa hơn về phía Nam. Nói tóm lại, rõ ràng là không phái đoàn nào tại hội nghị Cairo có ý định dùng cụm từ lãnh thổ mà Nhật Bản đã đánh cắp từ tay Trung Quốc để chỉ cả Trường Sa hoặc bãi cạn Scarborough. Đơn giản là chúng không được coi là của Trung Quốc vào thời điểm đó bởi bất kỳ ai. Tình hình phức tạp hơn một chút khi nói đến quần đảo Hoàng Sa. Năm 1931, khi đang là cường quốc thực dân quản lý Đông Dương, Pháp đã chính thức tuyên bố chủ quyền đối với Hoàng Sa, dựa trên những tuyên bố chủ quyền lâu đời hơn nhiều của thuộc địa An Nam. Do đó, không rõ Nhật Bản đã đánh cắp những hòn đảo này từ tay người Trung Quốc hay người Pháp. Vì vậy, tình trạng của chúng vẫn còn mơ hồ. Tuyên bố Potsdam năm 1945 hoàn toàn không đề cập đến các đảo ở Biển Đông. Văn bản được đồng ý bởi Tổng thống kế nhiệm của Roosevelt là Harry Truman cùng với Churchill và Tưởng Giới Thạch. Chỉ đơn thuần nói rằng các điều khoản của tuyên bố Cairo sẽ được thực hiện và chủ quyền của Nhật Bản sẽ được giới hạn ở các đảo Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku và các đảo nhỏ do chúng tôi xác định. Tuyên bố này không nói gì về việc lãnh thổ nào sẽ được trả lại cho Trung Quốc kiểm soát. Điều tương tự cũng xảy ra với Hòa ước San Francisco năm 1951. Điều 2 chỉ nói rằng Nhật Bản từ bỏ mọi quyền, danh nghĩa và yêu sách đối với quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa. Một cụm từ tương tự cũng xuất hiện trong Hiệp ước Đài Bắc năm 1952 giữa Nhật Bản và Trung Hoa Dân Quốc. Không văn bản nào nói bất cứ điều gì về việc các hòn đảo này thuộc về quốc gia nào một cách hợp pháp. Câu hỏi chỉ đơn giản là bỏ ngỏ mà không có câu trả lời. Bằng chứng lịch sử là rõ ràng, không có điều nào trong bất kỳ tài liệu nào trong số này hứa hẹn trao các đảo ở Biển Đông, ngoài Đài Loan và quần đảo Bành Hồ cho Trung Quốc. Thật đáng xấu hổ khi rất nhiều người tự xưng là hiểu biết về chủ đề này vẫn tiếp tục duy trì những xuyên tạc lịch sử như vậy. Biển Đông là địa bàn trọng yếu nhằm đề kháng sự bành trướng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Biển Đông không chỉ là huyết mạch giao thông cho cả khu vực, mà còn dầu tài nguyên, dầu khí và hải sản. Tranh chấp tại Biển Đông chồng chéo phức tạp, không chỉ giữa các nước khu vực về chủ quyền biển đảo, mà còn giữa các nước lớn về lợi ích địa chiến lược. Suốt mấy thập niên qua, Mỹ đã ngộ nhận về Trung Quốc, triển khai can dự mang tính xây dựng, với ảo tưởng Trung Quốc trỗi dậy hòa bình như một mô hình dân chủ hóa. Nhưng kết cục Trung Quốc đã trở thành một quái vật Frankenstein, như lời Nixon. Nay người Mỹ đã tỉnh ngộ thì lại quá muộn rồi. Cho nên chính quyền Trump đang tìm cách lật ngược bàn cờ. Khi thấy Trung Quốc lớn mạnh, Tập Cận Bình quyết định từ bỏ kế sách giấu mình chờ thời của Đặng Tiểu Bình, theo đuổi giấc mộng Trung Hoa và kế hoạch Made in China 2025. Tại Biển Đông, Trung Quốc áp đặt đường lưỡi bò để bành trướng và bắt nạt các nước láng giềng, không cho họ khai thác dầu khí và đánh cá tại vùng biển của mình. Đồng thời Bắc Kinh triển khai chương trình Vành đai và Con đường để thao túng các nước nghèo bằng bẫy nợ mà Thủ tướng Malaysia Mahathir gọi là chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Trung Quốc đã từng bước kiểm soát Biển Đông theo kế sách tầm ăn dâu như việc đã rồi và tìm mọi cách gạt Mỹ ra khỏi khu vực Biển Đông. Có thể nói chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông khá thành công. Trung Quốc từ chỗ không có gì tại Biển Đông, nay họ đã chiếm được Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Trung Quốc đã áp đặt đường lưỡi bò, bất chấp luật quốc tế UNCLOS và phán quyết của PCA. Trong mấy năm qua, Bắc Kinh đã giáo diết bồi đắp và quân sự hóa các đảo mà họ chiếm được thành các cứ điểm quân sự mạnh để kiểm soát Biển Đông như là cái ao riêng của họ. Nếu có thể chiếm đóng toàn bộ Biển Đông, Trung Quốc có thể triển khai lực lượng hải quân và không quân tới bất kỳ nơi nào ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương một cách dễ dàng. Ngoài ra, nếu Trung Quốc tạo được nơi an toàn để cất giấu tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân, họ có thể tạo ra sức mạnh răn đe mạnh mẽ đối với Mỹ. Hiện nay, Trung Quốc đang phát triển tên lửa đạn đạo có thể vươn tới Washington từ Biển Đông. Trung Quốc đang xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông và triển khai sức mạnh hải quân và không quân từ các đảo nhân tạo này. Các lực lượng này của Trung Quốc có thể loại trừ tất cả các lực lượng quân sự nước ngoài có thể phát hiện tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông. Nếu tình thế này phát triển đầy đủ,
thì Biển Đông dường như sẽ trở thành một cái hồ Bắc Kinh. Các nhà phân tích cho rằng, nếu trường hợp này xảy ra, Biển Đông đối với Trung Quốc sẽ giống như biển Okhotsk đối với nước Nga Xô Viết, tức là một vùng biển đủ sâu để Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đặt căn cứ cho các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Ngoài ra, Biển Đông còn là nơi cho thấy chiến lược điển hình kiểu Trung Quốc để bành trướng lãnh thổ. Họ tận dụng bất cứ khi nào họ thấy có khoảng trống quyền lực. Pháp rút khỏi Đông Dương năm 1954 thì họ chiếm một nửa Hoàng Sa. Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam năm 1973 thì năm 1974 họ đánh chiếm nốt nửa còn lại. Liên Xô giảm lực lượng ở Cam Ranh thì năm 1988 họ đánh Gạc Ma ở Trường Sa. Philippines yêu cầu Mỹ rút quân 1992 thì 3 năm sau, năm 1995, họ đánh chiếm luôn đá Vành Khăn do nước này kiểm soát. Trung Quốc sẽ áp dụng nguyên tắc bành trướng này không chỉ ở Biển Đông mà còn các khu vực khác như là Biển Hoa Đông, Nam Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và biên giới đất liền Ấn Độ-Trung Quốc. Khi Trung Quốc tìm thấy khoảng trống quyền lực ở chỗ nào thì họ sẽ cố gắng chiếm lấy chỗ đó. Ngày nay, phần lớn các quốc gia trên thế giới đều nhận thức rõ âm mưu cũng như hành động bành trướng đó. Mỹ, EU, Ấn Độ, Anh, Nhật Bản, Australia, Indonesia và nhiều nước khác đã lên tiếng phê phán và có biện pháp đáp trả, đặc biệt là đối với những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Ai đó có thể biện minh rằng Mỹ chống Trung Quốc là do muốn kiềm chế Trung Quốc trở thành cường quốc số 1, nhưng thử hỏi các nước khác thì sao? Họ thực lòng mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thương mại đầu tư với thị trường hơn 1 tỷ dân. Họ đâu có mục tiêu cạnh tranh vị trí số 1 với Trung Quốc. Các nước Anh, Pháp, Đức nếu không vì hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý quốc tế thì những sự việc xảy ra ở Biển Đông đâu có đụng chạm trực tiếp tới họ. Thực tế là chưa bao giờ chính sách bành trướng lại bị phê phán mạnh mẽ như hiện nay. Sức mạnh kinh tế và quân sự to lớn chưa từng có cũng không giúp cho Trung Quốc buộc các nước khác phải làm ngơ trước các hoạt động bất hợp pháp trên Biển Đông. Tháng 9 năm 2021, Mỹ, Anh và Australia thành lập AUKUS, Hiệp định Đối tác và Tăng cường An ninh Ba Bên, còn gọi là Liên minh Tàu ngầm Hạt nhân. Đồng thời, Liên minh châu Âu EU cũng đưa ra chiến lược của EU hợp tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, kêu gọi tăng cường sự hiện diện của EU tại khu vực này. Và những liên minh đã ra đời rất lâu trước đó như là Hiệp định Ngũ Cường giữa Anh, Australia, Brunei, Malaysia và Singapore, hay Ngũ Nhãn, Liên minh chia sẻ thông tin tình báo, bao gồm Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Australia, ngày nay cũng được kích hoạt trở lại để đối phó với những căng thẳng mới trong khu vực. Trung Quốc tố cáo tất cả các động thái này là khiêu khích, nhưng chính các hành động lấn lướt của Bắc Kinh trong khu vực đã kích động những nỗ lực nhằm cân bằng lại với quyền lực của họ. Nếu bộ tứ Quad Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Ấn Độ hợp tác với nhau, họ có thể chia chi tiêu quân sự khổng lồ và các nguồn lực khác của Trung Quốc cho nhiều mặt trận. Hiện tại, tất cả các nước Quad và Đài Loan đều nỗ lực sở hữu tên lửa hành trình tầm xa từ 1.000 đến 2.000 km. Trong trường hợp của Australia, tên lửa hành trình được trang bị cho tàu ngầm hạt nhân và được triển khai gần Trung Quốc. Chiến lược bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh là dựa trên cách tận dụng khoảng trống quyền lực do cán cân quân sự chênh lệch gây ra. Việc các quốc gia kết hợp thành một mạng lưới trên nhiều mặt trận sẽ góp phần duy trì cân bằng quân sự trong khu vực. Bằng cách tạo ra sự cân bằng quân sự như vậy, chúng ta có thể duy trì hòa bình một cách thực tiễn. Đây là cách tốt nhất để đối đầu với một cường quốc đầy tham vọng thống trị thế giới, nhưng rất thiếu sự tử tế để xây dựng một thế giới thịnh vượng chung. Thưa quý vị, quân đội Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận vào sáng ngày 23 tháng 5, bao vây Đài Loan bằng tàu hải quân và máy bay quân sự, đồng thời thề rằng máu của các lực lượng độc lập trên hòn đảo sẽ phải chảy và Đài Loan sẽ phải vỡ đầu chảy máu. Nhìn trên bản đồ vệ tinh thì chúng ta sẽ thấy Trung Quốc đã bao vây hoàn toàn Đài Loan về mọi hướng. Trung Quốc hiện có hơn 30 tàu và hơn 40 máy bay chiến đấu đang hoạt động huấn luyện. Như mọi lần, đây lại là một diễn biến khiến khu vực vốn đã căng thẳng này chìm trong lo âu về một cuộc chiến sắp nổ ra. Bắc Kinh đã biến những hành động đe dọa này trở thành một diễn biến bình thường mới trong vài năm qua. Tham vọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hòng thống nhất hòn đảo ương ngạnh trong mắt ông đang được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiếng chuông báo hiệu khoảnh khắc chiến tranh đang điểm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video hôm nay xem chuyện gì đã xảy ra. Cuộc tập trận có mật danh là Joint Squad 2024A
tức là Liên Kiếm 2024A, diễn ra sau khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức Tổng thống mới của Đài Loan trong tuần này và có bài phát biểu nhậm chức mà Trung Quốc tố cáo là lời tuyên bố độc lập. Ông Lại có nói, tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ đối mặt với thực tế về sự tồn tại của Đài Loan, tôn trọng sự lựa chọn của người dân Đài Loan và với thiện chí, chọn đối thoại thay vì đối đầu. Sau đó ông Lại cam kết không nhượng bộ, cũng không khiêu khích Bắc Kinh và cho biết ông tìm kiếm hòa bình trong quan hệ với Trung Quốc. Nhưng ông nhấn mạnh hòn đảo dân chủ quyết tâm tự vệ trước nhiều mối đe dọa và nỗ lực xâm nhập từ Trung Quốc. Quan điểm của Đảng Cầm quyền Đài Loan, Đảng Dân chủ Tiến bộ luôn khẳng định không tìm kiếm sự độc lập khỏi Trung Quốc, nhưng vẫn khẳng định rằng Đài Loan đã là một quốc gia có chủ quyền. Chúng ta cần chú ý tới cụm từ không tìm kiếm sự độc lập khỏi Trung Quốc, có nghĩa là không đoạn tuyệt với Trung Quốc và càng không cố gắng thuyết phục Trung Quốc về sự độc lập của hòn đảo này. Nói cách khác, Đài Loan độc lập là tách biệt với ý chí của Trung Quốc. Chính vì những tuyên bố thẳng thừng đầy mạnh mẽ này mà Trung Quốc đã nổi cơn thịnh nộ và huy động tập trận nhằm đe dọa Đài Loan. Cuộc tập trận này là một phần trong chiến dịch đe dọa leo thang của Trung Quốc khi nước này thực hiện một loạt các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh Đài Loan trong những năm gần đây. Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA cho biết, cuộc tập trận kéo dài 2 ngày này nhằm kiểm tra khả năng cùng nắm giữ quyền lực, tấn công chung và kiểm soát các vùng lãnh thổ chủ chốt. Còn Liên Hợp Quốc thì đã kêu gọi tất cả các bên tránh leo thang, trong khi Mỹ, đồng minh và người ủng hộ quân sự mạnh mẽ nhất của Đài Loan đã mạnh mẽ kêu gọi Trung Quốc hành động kiềm chế. Về phần mình, Đài Loan đang đáp trả các cuộc tập trận của Trung Quốc bằng cách triển khai các khẩu đội tên lửa chống hạm siêu thanh Hùng Phong 3 và hệ thống phòng không xung quanh Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay, các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc nhằm nêu bật tư duy bá quyền của họ đã làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực. Lực lượng vũ trang Trung Hoa Dân Quốc sẵn sàng bảo vệ đất nước của chúng tôi. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột, nhưng chúng tôi sẽ không né tránh xung đột. Vâng, với tình hình hiện tại thì chúng ta thấy rằng Biển Đông đang là điểm nóng với những leo thang mạnh mẽ của Trung Quốc trong những ngày gần đây. Chúng ta vẫn nói với nhau rằng Trung Quốc quan sát kỹ lưỡng cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ở trong cuộc chiến này, UAV đóng vai trò lớn làm chủ chiến trường và đạn pháo đóng vai trò quan trọng đối với các cuộc tấn công. Nga sở hữu một trong những hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh tốt hàng đầu thế giới, nhưng trong chiến trường Ukraine, các xạ thủ được đào tạo kém đang lãng phí lợi thế pháo binh của Nga, bắn rất nhiều mà không trúng mục tiêu bao nhiêu. Tuy nhiên đây là ở giai đoạn đầu của cuộc chiến. Khi cuộc chiến kéo dài, phía Nga đã nhanh chóng thích ứng và có phần thành thục thao tác chiến trường hơn. Điều này giúp pháo binh Nga hoạt động có phần hiệu quả hơn, và đó là lý do mà phía Nga không thiếu đạn pháo, trong khi phía Ukraine với sự hậu thuẫn của phương Tây lại rơi vào tình trạng thiếu đạn pháo. Học từ kinh nghiệm của Nga, Trung Quốc đang tích hợp pháo binh với khả năng chính xác để đạt được hiệu quả tối đa trong khi bắn ít đạn nhất có thể. Đó là đạn pháo dẫn đường bằng laser được hỗ trợ bởi AI, có thể bắn trúng mục tiêu có kích thước bằng con người cách xa 16 km. Hãy lưu ý rằng độ chính xác đạt được trong các cuộc thử nghiệm đã vượt quá mong đợi, với những bức ảnh cho thấy những cú đánh trung tâm vào các mục tiêu mắt đỏ. Từ tháng 4 năm 2024, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải thông tin rằng một nhóm khoa học có trụ sở tại Bắc Kinh đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm đạn pháo trên. The South China Morning Post cho biết các loại đạn pháo dẫn đường hiện có độ chính xác hạn chế do lượng dữ liệu thời gian thực khổng lồ phải được tính toán bằng các mô hình toán học truyền thống. Họ cũng nói rằng phần lớn dữ liệu thô có giá trị này đã bị mất vì các vi mạch trong đạn pháo dẫn đường phải càng đơn giản càng tốt để có thể chịu được cú sốc và sức nóng to lớn khi bắn ra từ một khẩu pháo. Tuy nhiên, South China Morning Post lưu ý rằng AI đã mang lại tiềm năng tốc độ xử lý dữ liệu nhanh hơn so với mô hình toán học truyền thống và có thể bỏ qua các phép tính quỹ đạo đòi hỏi khắt khe bằng cách sử dụng dữ liệu được thu thập từ các thử nghiệm hoặc tình huống bắn thực tế. Nhóm khoa học đã sử dụng các mô hình AI khác nhau cho một số nhiệm vụ liên quan đến điều chỉnh quỹ đạo phức tạp trong chuyến bay, cải thiện độ chính xác thông qua phân công lao động. Nguồn tin cũng lưu ý rằng, với AI, ngay cả những vi mạch chậm bên trong đạn pháo dẫn đường cũng có thể thực hiện mọi phép tính cần thiết bằng cách sử dụng tất cả dữ liệu có sẵn. Trong kịch bản ở Đài Loan, South China Morning Post lưu ý rằng, pháo dẫn đường được hỗ trợ bởi AI
có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khu vực thành thị hiệu quả hơn hỏa lực truyền thống và với chi phí thấp hơn tên lửa. Nó cũng nói rằng độ chính xác như vậy sẽ ngăn ngừa thiệt hại tài sản thế chấp và thương vong cho dân thường và giúp việc tái thiết dễ dàng hơn. Với những diễn biến đó, Trung Quốc có thể đang tìm cách tránh những sai lầm về pháo binh của Nga ở Ukraine trong trường hợp có thể xảy ra ở Đài Loan. Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là độ chính xác của đạn pháo Trung Quốc đến đâu và liệu Trung Quốc có khắc phục được những vấn đề của mình không thì còn phải xem thực chiến ra sao. Vấn đề máy bay không người lái UAV thì sao? Thực tế Trung Quốc có nguồn UAV khá dồi dào. Nếu cuộc tấn công hòn đảo Đài Loan được Trung Quốc sử dụng UAV để tấn công ồ ạt thì cũng đủ để san phẳng Đài Loan rồi. Đài Loan biết điều này nên họ triển khai chương trình chế tạo vũ khí chống UAV để bắn hạ UAV Trung Quốc song song với việc gia tăng năng lực sản xuất UAV của mình. Cuộc đối đầu UAV Trung Quốc-Đài Loan. Trước đây, một tạp chí quân sự Trung Quốc đã xuất bản một bài báo nêu rõ vai trò quan trọng của hạm đội UAV lớn của Trung Quốc trong cuộc chiến ở Đài Loan. Khi nhìn vào số lượng lớn và đa dạng các UAV mà Trung Quốc hiện đang chế tạo, điều đó chắc chắn có vẻ khả thi. UAV của PLA có đủ hình dạng và kích cỡ, từ UAV trinh sát và giám sát tình báo ISR chạy bằng phản lực lớn cho đến UAV cỡ lớn chạy bằng cánh quạt trông rất giống như là MQ-9 Reaper nổi tiếng của Mỹ, cho đến UAV trực thăng ở mọi kích cỡ, cho đến UAV có cánh rất nhỏ, rồi là máy bay 4 cánh, thậm chí là còn nhỏ hơn. Hầu hết các UAV này đều có camera nhỏ hoặc một loại cảm biến nào đó để phản hồi dữ liệu ISR cho bộ điều khiển của chúng. Những chiếc lớn nhất có thể mang tên lửa chống hạm và tấn công mặt đất cỡ lớn. Nhưng cuộc chiến Ukraine đã cho thấy rằng ngay cả những UAV nhỏ nhất cũng có thể được điều chỉnh để thả những quả lựu đạn chết người vào quân địch và hệ thống tên lửa của đối phương. Xem xét mối đe dọa từ UAV gây ra cho quân đội Đài Loan và các hệ thống tên lửa di động quan trọng, không có gì đáng ngạc nhiên khi gần đây nước này đã khởi động một dự án nhằm bắt kịp Trung Quốc bằng cách tạo ra một số lượng lớn UAV của riêng mình. Bây giờ, Đài Loan cũng đang thực hiện một dự án có tên là Đội Phòng thủ Quốc gia bằng UAV nhằm phát triển khả năng tiêu diệt UAV của đất nước. Tất nhiên, khi người ta phải bảo vệ một hòn đảo khỏi một số lượng lớn UAV tấn công, việc đầu tư nguồn lực vào các hệ thống chống UAV là rất có ý nghĩa. Bây giờ chúng ta xem các nhà khoa học quân sự Đài Loan đang nghiên cứu những phương tiện nào để đối phó với UAV. 1. Đạn dược lập trình để bắn hạ UAV. Cuộc chiến Ukraine đã cho thấy những chiếc UAV 4 cánh nhỏ mang đến một thách thức đặc biệt cho binh lính trên mặt đất, ngay cả khi những chiếc UAV có sẵn này không được trang bị lựu đạn để có thể thả vào mục tiêu, chúng vẫn rất nguy hiểm vì chúng đang hiển thị bộ điều khiển của mình thông qua nguồn cấp dữ liệu video để gửi pháo hoặc UAV cảm tử đến hạ thủ mục tiêu. Vì vậy, điều rất quan trọng đối với lực lượng mặt đất là phải vô hiệu hóa ngay cả những UAV do thám nhỏ nhất càng nhanh càng tốt. Nhiều khi, quân phòng thủ chỉ mang theo súng trường, buộc họ phải cố gắng bắn hạ UAV bằng những viên đạn nhỏ. Việc này đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và thậm chí là còn nhiều may mắn hơn. Một vũ khí tốt hơn để chống lại những chiếc UAV nhỏ nhưng nguy hiểm như vậy sẽ là một khẩu súng ngắn chứa những viên đạn lớn có thể bay xa hơn những viên đạn nhỏ. Ưu điểm của phát súng ngắn là nó nở ra thành những đám mây mảnh đạn nên có thể bắn trúng các mục tiêu nhỏ đang di chuyển dễ dàng hơn. Tất nhiên, vấn đề của việc bắn súng là nó hiệu quả nhất ở khoảng cách ngắn vì các mảnh đạn nhanh chóng cạn kiệt năng lượng và rơi xuống đất. Một giải pháp cho vấn đề này là phóng một đạn súng ngắn ở tốc độ cao vào UAV và đảm bảo quả đạn này chỉ phát nổ ngay trước khi chạm tới mục tiêu để tạo ra một đám mây mảnh đạn hoàn hảo. Một loại vũ khí chống UAV sử dụng logic này là tháp súng không người lái Oklikol Skyranger 35. Có thể được lắp đặt trên nhiều loại xe chiến đấu bọc thép có bánh hoặc là bánh xích. Tháp pháo này chứa một khẩu pháo tự động, radar và cảm biến quang học, có thể bắn và điều khiển một loại đạn pháo 35 ly đặc biệt. Hệ thống này được điều khiển từ bên trong, sự an toàn của xe và sử dụng các cảm biến bên ngoài để theo dõi các UAV nhỏ hoặc lớn cũng như là các đàn UAV. Khi bộ điều khiển nhấn nút, khẩu pháo sẽ bắn một loạt khoảng 20 quả đạn pháo với tốc độ 16 quả đạn mỗi giây tại thời điểm mà nó tính toán UAV hoặc là đàn UAV sẽ xuất hiện khi đạn đến. Khi mỗi quả đạn thoát ra khỏi họng súng, nó sẽ nhận được dữ liệu lập trình từ súng để cho biết chính xác thời điểm phát nổ.
Thời điểm nổ này được hệ thống tính toán và khiến đạn nổ cách mục tiêu vài mét, tạo ra đám mây mảnh đạn lớn di chuyển nhanh, có thể dễ dàng tiêu diệt một UAV cỡ lớn hoặc là một đàn UAV. Loại đạn có thể lập trình này được bắn bởi hệ thống pháo thông minh có lẽ là cách bạo lực nhất để ngăn chặn UAV hoặc đàn UAV, và nó chắc chắn không hề rẻ. Tuy nhiên, nó đại diện cho một loại công nghệ mà các nhà khoa học Đài Loan sẽ xem xét khi tìm cách ngăn chặn UAV và chiến thuật bầy đàn UAV. 2. Súng vô tuyến. Một công nghệ chống UAV phổ biến khác mà Đài Loan đang xem xét là thiết bị gây nhiễu tần số vô tuyến. Nó thường có hình dạng một thiết bị cầm tay, trông giống như một khẩu súng cỡ lớn. Người lính chỉ cần nhắm thiết bị gây nhiễu vào UAV và bóp cò, khiến súng gửi tín hiệu vô tuyến mạnh đến UAV, làm quá tải kết nối của UAV với tín hiệu của bộ điều khiển hoặc tín hiệu GPS. Điều này thường buộc UAV phải hạ cánh ngay lập tức hoặc quay trở lại vị trí ban đầu, do đó cho phép quân phòng thủ theo dõi vị trí của người điều khiển UAV. Những loại súng gây nhiễu sóng vô tuyến này đang được sử dụng tương đối thành công ở Ukraine, nhưng có thể các UAV trong tương lai sẽ không phụ thuộc vào điều khiển vô tuyến hoặc GPS để tìm đường. Điều này sẽ khiến những loại súng như vậy trở nên kém hữu dụng hơn nhiều. Mặt khác, Skywarp Patrol trông giống như một khẩu bazooka trong Starship Troopers và sử dụng khí nén để bắn lưới bắt UAV và ngăn cánh quạt của nó quay, buộc nó phải rơi xuống đất. Hạn chế lớn của thiết bị đánh chặn dựa trên lưới này là tầm bắn của nó chỉ dưới 100m và tầm bắn tối đa của bất kỳ khẩu pháo lưới nào cũng chỉ là 300m mà thôi. Một công nghệ chống UAV dựa trên mạng khác là UAV bay đến UAV mục tiêu và sau đó bắn pháo lưới từ cự ly gần. Điều này hoạt động tốt đối với các UAV không phát hiện ra lực lượng chống UAV đang đến gần, nhưng kém hiệu quả hơn đối với các UAV đang di chuyển và đã phát hiện ra mối đe dọa và chúng đang lẩn tránh. Các loại UAV bằng lưới khác chỉ đơn giản mang một tấm lưới treo bên dưới UAV và sau đó bộ điều khiển sẽ điều khiển UAV cho đến khi nó bẫy được UAV mục tiêu trong lưới treo. Một lần nữa, điều này có tác dụng tốt nhất đối với UAV mà người điều khiển không nhận thấy mối đe dọa sắp xảy ra. Các loài chim săn mồi như là diều hâu và đại bàng cũng đã được huấn luyện để bắt thành công những chiếc máy bay 4 cánh nhỏ. Tuy nhiên, đây có thể không phải là cách hiệu quả vì việc nuôi dưỡng, huấn luyện và chăm sóc chim ăn thịt đòi hỏi rất nhiều thời gian, tiền bạc và kỹ năng. Ngoài ra, móng vuốt của chim có thể bị thương do lưỡi quay của máy bay 4 cánh mục tiêu. Điều này có thể vô hiệu hóa con chim hoặc khiến nó không muốn bắt máy bay 4 cánh nữa. 3. Laser và xung điện tử EMP. Năng lượng định hướng là một phương pháp không dùng súng khác mà các nhà khoa học Đài Loan đang xem xét để tiêu diệt UAV và thậm chí cả các hệ thống lớn hơn như là tên lửa hành trình chẳng hạn. Năng lượng định hướng đề cập đến vũ khí tập trung năng lượng ánh sáng thông qua tia laser và vũ khí tập trung năng lượng điện tử thông qua bộ phát vi sóng. Lockheed Martin gần đây đã phát triển một hệ thống laser 100kW có tên là Athena, có thể đặt trên xe tải hạng nhẹ như là xe Humvee. Athena đã chứng minh rằng nó có khả năng phát hiện và tiêu diệt UAV bằng cách đốt các lỗ trên các bộ phận quan trọng của chúng. 100kW được coi là mức năng lượng đầu vào tối thiểu cần thiết để tạo ra chùm tia laser có thể ngăn chặn súng cối và UAV. Nhưng công ty cũng đang thử nghiệm loại laser 300kW sẽ yêu cầu một chiếc xe tải nặng hơn với máy phát điện lớn hơn, pin lớn hơn, hệ thống làm mát lớn hơn, hệ thống và các thành phần khác cũng lớn hơn. Tia laser 300kW được coi là cường độ tối thiểu cần thiết để hạ gục tên lửa hành trình. Không quân Mỹ cũng đã phát triển hệ thống Thor sử dụng năng lượng vi sóng công suất cao để mà tiêu diệt UAV. Hệ thống này đã được chứng minh là rất hiệu quả đối với các UAV đơn lẻ và các đàn UAV. Về cơ bản, nó là một bộ phát công suất cao tập trung năng lượng vi sóng để tạo ra các xung điện tử mà sau đó nó hướng tới mục tiêu thông qua hệ thống gimbal linh hoạt. Các xung được truyền trong không khí với tốc độ cao nhưng biến thành dòng điện mạnh khi gặp kim loại. Vì vậy, về cơ bản, nó làm hỏng các thiết bị điện tử của UAV thông thường bằng cách cho dòng điện mạnh mà UAV không được thiết kế để sử dụng, từ đó đốt cháy và làm tan chảy các mạch điện mỏng của nó. Loại vũ khí xung điện tử này tạo ra chùm năng lượng rộng có thể nhanh chóng vô hiệu hóa nhiều UAV cùng một lúc. Hồi tháng 3 năm nay, Đài Loan đã hợp tác với các đồng minh để phát triển hệ thống vũ khí laser công suất 50kW, đánh dấu bước nhảy vọt tiềm tàng trong khả năng phòng thủ của hòn đảo tự trị trước các mối đe dọa và xâm nhập UAV ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Tờ Taipei Times đưa tin,
Đài Loan đang nhanh chóng tiến bộ trong việc phát triển vũ khí laser tiên phong gắn trên xe công suất 50kW mà nước này dự kiến sẽ triển khai trên xe bọc thép CM-32 Cloud Leopard vào cuối năm nay. Nỗ lực này nêu bật sự hợp tác công nghệ toàn cầu của Viện và công bố nghiên cứu khám phá sự phối hợp hoạt động giữa công nghệ laser và các nền tảng phòng không hiện có như là AN-TWQ-1 Avenger dựa trên tên lửa. Mặc dù tia laser có thể được sử dụng để chống lại tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, nhưng báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2021 đã nêu rõ rằng có thể cần một tia laser 1 MW để vô hiệu hóa các mối đe dọa như vậy. Nhìn chung, những tiến bộ về công nghệ laser trạng thái rắn SSL và việc đặt lại mục tiêu sử dụng laser để phòng thủ điểm thay vì phòng thủ tên lửa đã khiến vũ khí laser trở nên khả thi hơn. Vũ khí laser mới của Đài Loan có thể trở thành thành phần tiêu diệt mạnh mẽ trong hệ thống phòng thủ UAV quốc gia theo kế hoạch chống lại UAV xâm nhập từ Trung Quốc đại lục. 4. Tên lửa. Đài Loan cũng sẽ xem xét các hệ thống phòng không cầm tay, manpads như là Stinger vác vai có thể được sử dụng để bắn hạ UAV nhỏ hoặc lớn. Tuy nhiên, Stinger được thiết kế để theo dõi dấu hiệu nhiệt của động cơ phản lực lớn và nóng. Vì vậy, nó cần được điều chỉnh để theo dõi các UAV nhỏ không tỏa ra nhiều nhiệt. Khi xem xét giá của tên lửa Stinger, sẽ hiếm khi hợp lý nếu sử dụng một chiếc hot rod như vậy để tiêu diệt một UAV nhỏ. Vì vậy, sẽ hợp lý nếu phát triển một phiên bản nhỏ hơn, rẻ hơn và tập trung vào việc bắn hạ những chiếc UAV nhỏ và chậm. Một ví dụ về loại tên lửa tiết kiệm chi phí như vậy là bộ APKWS, một tên lửa 70mm ngu ngốc tiêu chuẩn được trang bị bộ dẫn đường thông minh, được gọi là hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác nâng cao APKWS Bear System, cho biết vào tháng 1 rằng họ đã thử nghiệm thành công bộ này chống UAV chuyên dụng, chống lại UAV loại 2, tức là nặng từ 25 đến 50 pound, có thể bay nhanh hơn 100 dặm mỗi giờ. Quay trở lại hệ thống chống UAV hiện đang được sản xuất bởi công ty Tron Future của Đài Loan. Thật thú vị khi lưu ý rằng hệ thống này sử dụng một công nghệ đánh chặn khác. Nó kết hợp radar chống UAV của công ty và thiết bị gây nhiễu vô hiệu hóa UAV với một phương tiện đánh chặn có tên là T-Interceptor. Về cơ bản, bản thân nó là một UAV nhỏ, cánh tam giác với đầu đạn có thể hoán đổi cho nhau. Giám đốc điều hành của công ty cho biết, người dùng có thể chọn sử dụng đầu đạn diệt mềm sẽ hạ gục nhưng không tiêu diệt UAV, hoặc là đầu đạn tiêu diệt cứng được thiết kế để tiêu diệt UAV mục tiêu. Những bài toán đối với Đài Loan trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc vẫn còn có chỗ hóc búa, đó là Đài Loan vẫn thua Trung Quốc về mặt công nghệ vũ khí. Nhà phân tích quốc phòng cho biết Trung Quốc có thể sử dụng robot tự động có vũ trang trong cuộc xâm lược Đài Loan. Robot trong hình dưới đây dự kiến sẽ được sản xuất hàng loạt bởi một công ty Trung Quốc vào đầu năm 2024 và có khả năng chở 50kg cùng khả năng trang bị một kho vũ khí. Người ta cũng thấy một người lính Trung Quốc đang dắt con chó robot được trang bị súng máy đi trên đường. Điều này cho thấy cuộc chiến của Đài Loan chống lại Trung Quốc là cuộc đối đầu không cân sức. Không thể phủ nhận sức mạnh và công nghệ quốc phòng của Trung Quốc đã tiến bộ mạnh mẽ như thế nào trong thời gian gần đây. Nhưng Đài Loan rõ ràng là khác với Ukraine. Thứ nhất, Đài Loan nằm ở cửa ngõ của một vùng biển chiến lược. Đương nhiên, việc Trung Quốc xâm chiếm hòn đảo này sẽ tác động trực tiếp đến các quốc gia như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Chưa kể đến nó đe dọa an ninh đến hàng loạt các quốc gia khác. Cho nên trong hầu hết, họ sẽ đứng lên cùng Đài Loan để bảo vệ chính lợi ích của mình. Thứ hai, Đài Loan là một quốc gia với nền dân chủ còn non trẻ, nhưng mang tính ưu việt hơn nhiều so với nền dân chủ của Mỹ. Nó thể hiện rất rõ ở bầu cử. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu thực sự Mỹ và các nước phương Tây coi trọng việc bảo vệ nền dân chủ trước chủ nghĩa độc tài và chủ nghĩa bành trướng, thì bảo vệ Đài Loan là mục tiêu hàng đầu. Ấy thế nhưng, khi Trung Quốc đang manh động và thực hiện bao vây hòn đảo, thì các đồng minh của Đài Loan, đặc biệt là Mỹ, lại đang bận rộn với vấn đề LGBT. Điều này nói đến vai trò của Mỹ vẫn là chủ chốt trong cam kết bảo vệ Đài Loan. Nếu chính quyền của ông Biden còn mắt nhắm mắt mở trong vấn đề Đài Loan, chắc chắn Mỹ sẽ tuột mất đồng minh ở khu vực này. Và lợi ích của chính Mỹ cũng sẽ bị thương tổn. Cũng xin lưu ý một điều, nếu Trung Quốc chiếm được Đài Loan, Việt Nam có thể đối mặt với một số ảnh hưởng lớn cả về an ninh, kinh tế và quan hệ quốc tế. Việc Trung Quốc chiếm Đài Loan có thể làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Trung Quốc có thể cảm thấy tự tin hơn trong việc áp đặt các yêu sách lãnh thổ của mình tại khu vực này, gây ra những thách thức trực tiếp cho Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác.
khi sự hiện diện quân sự tăng cường của Trung Quốc sau khi chiếm Đài Loan có thể làm thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực. Việt Nam có thể phải tăng cường chi tiêu quốc phòng và tìm kiếm các đối tác quân sự mới để đối phó với mối đe dọa này từ Bắc Kinh. Về mặt kinh tế, nếu xung đột leo thang, các tuyến đường thương mại quan trọng qua eo biển Đài Loan và Biển Đông có thể bị gián đoạn. Việt Nam, như nhiều quốc gia khác, phụ thuộc vào các tuyến đường này để xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ và linh kiện điện tử. Thêm vào đó, Việt Nam có thể phải đối mặt với sự suy giảm đầu tư từ các đối tác quốc tế lo ngại về bất ổn khu vực. Đồng thời, việc Trung Quốc kiểm soát Đài Loan có thể tạo ra những biến động lớn trong thị trường tài chính và kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Mặt khác, Việt Nam có thể phải điều chỉnh chính sách ngoại giao của mình để cân bằng giữa các mối quan hệ với Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh phương Tây. Sự chiếm đóng Đài Loan của Trung Quốc có thể khiến các quốc gia này gia tăng áp lực lên Việt Nam trong việc chọn phe hoặc điều chỉnh các chính sách liên quan. Điểm cuối là Việt Nam, với tư cách là một thành viên quan trọng của ASEAN, có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình phản ứng của khối này đối với hành động của Trung Quốc. Sự đoàn kết và phản ứng của ASEAN sẽ là yếu tố then chốt trong việc duy trì ổn định và an ninh khu vực. Chính vì thế mà việc Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan cũng sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng phức tạp và sâu rộng đối với Việt Nam, từ các vấn đề an ninh và chiến lược, kinh tế và thương mại, đến vấn đề quan hệ quốc tế và hợp tác khu vực. Để đối phó với tình huống này, Việt Nam sẽ cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để bảo vệ lấy quốc gia và duy trì ổn định khu vực. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5 vừa qua, ông Lại Thanh Đức, Tổng thống thứ 16 của Trung Hoa Dân Quốc, tức là Đài Loan, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, đánh dấu sự khởi đầu nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp của Đảng Dân Tiến DPP cầm quyền tại hòn đảo này. Đây được xem là một trong những tin tức nóng hổi nhất trong cộng đồng người Hoa trong thời gian qua. Lễ nhậm chức của ông Lại Thanh Đức được tổ chức tại Tòa nhà Văn phòng Lãnh đạo Đài Loan ở Đài Bắc. Buổi lễ có sự hiện diện của các cựu quan chức chính quyền Mỹ do Tổng thống Joe Biden cử đến, cùng một số nghị sĩ đến từ Nhật Bản, Đức và Canada. Như vậy, sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Lại chính thức trở thành tân lãnh đạo Đài Loan sau 4 năm làm cấp phó của lãnh đạo tiền nhiệm Thái Anh Văn. Câu hỏi đặt ra là, tại sao việc ông Lại Thanh Đức trở thành Tổng thống lại nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng người Hoa cũng như là cộng đồng quốc tế? Không chỉ bởi vì ông Lại đã trở thành đối thủ mới của Trung Quốc ở bên kia eo biển Đài Loan. Và quan trọng hơn, sau khi chính quyền ông Lại nhậm chức, điều đó không chỉ khiến Bắc Kinh trở nên thụ động hơn trong quan hệ giữa hai bờ eo biển, mà còn sẽ làm vỡ mộng khát vọng chinh phục Đài Loan của Bắc Kinh. Thậm chí chỉ cần chính quyền ông Lại làm thêm một điều này nữa, thì nó có thể đẩy nhanh sự suy tàn và sụp đổ của Trung Quốc. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video hôm nay. Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1959 ở Vạn Lý Khu, Đài Bắc, trong một khu phố nghèo, ông Lại Thanh Đức học y tế công tại các trường đại học ở Đài Bắc, sau đó lấy bằng cao học tại Đại học Harvard năm 2003. Ông là con út trong gia đình 5 người con. Cha ông qua đời trong một vụ tai nạn khai thác mỏ khi ông Lại mới 3 tháng tuổi. Cha mẹ ông Lại Thanh Đức lớn lên dưới thời đế quốc Nhật, nơi cai trị Đài Loan như là một thuộc địa, cho đến khi Tokyo đầu hàng vào cuối đệ nhị thế chiến. Hòn đảo sau đó nằm dưới sự kiểm soát của Quốc dân Đảng. Năm 1949, sau khi đại bại trước ông Mao Trạch Đông, tàn quân Quốc dân Đảng, trong đó có tướng Tưởng Giới Thạch chạy sang Đài Loan. Khi Mao củng cố quyền lực và thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, những người lưu vong theo chủ nghĩa dân tộc, duy trì chính phủ riêng ở Đài Bắc. Thời trẻ, ông Lại Thanh Đức chứng kiến nền chính trị Đài Loan bị thiết quân luật, chi phối dưới sự cai trị độc tài của Quốc dân Đảng. Ở trường, quốc ngữ bị bắt buộc sử dụng là tiếng quan thoại, phương ngữ Phúc Kiến của gia đình Lại Thanh Đức bị cấm. Sách giáo khoa dạy sử và văn học Trung Quốc đều được viết từ góc nhìn và quan điểm Hoa Lục. Sinh viên được rèn luyện để trở thành người Trung Quốc gương mẫu nhằm chuẩn bị cho việc Quốc dân Đảng giành lại đại lục từ tay Mao Trạch Đông. Năm 1987, con trai và là người kế nhiệm Tưởng Giới Thạch là ông Tưởng Kinh Quốc dỡ bỏ thiết quân luật và dần thực hiện dân chủ hóa Đài Loan. Ông Tưởng Kinh Quốc từng là giám đốc tình báo của Quốc dân Đảng, chịu áp lực từ Washington khi đồng ý tăng cường hoạt động dân sự trong nước, thả tù nhân chính trị và mở rộng quyền tự do công dân. Quốc dân Đảng bắt đầu có lập trường mềm mỏng hơn đối với các cựu thù bên kia eo biển. Phần mình, Bắc Kinh cũng chào đón các nhà đầu tư từ Đài Bắc. Khi các đảng chính trị cạnh tranh gay gắt trong các cuộc bầu cử tự do, những người từng kích động ngầm cho dân chủ và độc lập chính thức lộ diện
thành lập Đảng Dân Tiến DPP. Ông Lại Thanh Đức trưởng thành trong bối cảnh chính trị này. Khi còn bé, ông Lại mê tiểu thuyết kiếm hiệp và mơ trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Tuy nhiên cuối cùng, nghe lời mẹ, ông đã theo đuổi ngành y, trở thành bác sĩ nổi tiếng chuyên về cột sống. Ông cũng giành được bằng y tế công cộng của Harvard. Sau khi lãnh đạo một hiệp hội các bác sĩ, ông được bầu vào Quốc hội năm 1996. Ông Lại Thanh Đức nổi tiếng là người thẳng thắn và không ngại đối đầu. Năm 2005, người ta từng thấy ông hét vào mặt đối thủ để bày tỏ thất vọng về dự luật ngân sách quốc phòng. Đoạn video được lan truyền rộng rãi đã ghi lại nỗi thất vọng và bất bình của ông Lại khi ông lên án quốc dân đảng quá mềm yếu trước Trung Quốc. 3 năm sau, do một vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng trong DPP, quốc dân đảng giành lại chức tổng thống lẫn đa số ghế trong quốc hội. Lập trường Đài Bắc đối với Bắc Kinh đã trở nên thân mật hơn. Chính phủ quốc dân đảng không chỉ thúc đẩy thương mại và du lịch nhiều hơn qua eo biển, mà còn cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Năm 2017, Tổng thống Thái Anh Văn bổ nhiệm ông Lại Thanh Đức làm thủ tướng. 2 năm sau, ông từ chức sau những thất bại giữa nhiệm kỳ của DPP. Trong bài phát biểu từ chức, ông Lại trích một câu trong truyện Kim Dung: "Giang hồ rộng mở, có ngày gặp lại." Lời chào từ biệt sau những cuộc thư hùng phân định thắng thua long trời lở đất của các cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung đã báo trước một âm mưu chính trị ngoài đời thực. Khi bà Thái Anh Văn suy yếu, ông Lại Thanh Đức đã thách thức bà trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2020, điều chưa từng có đối với một tổng thống đương nhiệm đối với một thành viên cùng đảng DPP. Bà Thái Anh Văn cuối cùng chiến thắng, tuy nhiên ông Lại giành được khoảng 27% phiếu bầu và được trao vị trí phó tổng thống. Giờ đây, ông Lại đứng đầu chính trường Đài Loan. Trước thái độ ngày càng hung hăng đối với Đài Loan của Bắc Kinh, nếu ông Lại Thanh Đức duy trì sự cứng rắn trong chính sách đối ngoại như người tiền nhiệm Thái Anh Văn, Đài Loan sẽ thuyết phục được ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm chiếm Đài Loan đều có nguy cơ phá hỏng những kế hoạch khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là việc hiện thực hóa Trung Quốc mộng của ông Tập Cận Bình. Ông Lại Thanh Đức đã phóng 5 thanh kiếm vào Trung Quốc. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Lại đã nói một cách minh xác rằng chính sách xuyên eo biển của ông sẽ không cúi mình, cũng không khiêu khích và giữ nguyên hiện trạng. Nhưng trên thực tế, bài phát biểu của ông Lại không những không cúi mình cũng không khiêu khích, mà còn là có tấn công và có phòng thủ. Không chỉ thế, ông Lại còn đặc biệt phóng mấy thanh bảo kiếm sắc nhọn vào chính quyền Trung Quốc. Thanh bảo kiếm đầu tiên là ông Lại thẳng thừng tuyên bố rằng quan hệ hai bờ eo biển sẽ không cúi mình cũng không khiêu khích và giữ nguyên hiện trạng. Không cúi mình, không khiêu khích có nghĩa là Đài Loan sẽ không cúi đầu trước các cuộc tấn công dân sự và quân sự của Bắc Kinh. Giữ nguyên hiện trạng có nghĩa là Đài Loan sẽ không chấp nhận một quốc gia hai chế độ của Bắc Kinh và cũng sẽ không tuyên bố Đài Loan độc lập. Như vậy không chỉ chiếm được lòng tin của Hoa Kỳ và các đồng minh mà còn có thể khiến Bắc Kinh không tìm lý do hợp lý để đưa quân đến eo biển Đài Loan và gây sóng gió tại nơi này. Thanh kiếm thứ hai, ông Lại yêu cầu Trung Quốc đối mặt với sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Hoa Dân Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện giờ không thuộc về nhau. Điều này khiến Trung Quốc khá xấu hổ bởi vì cả hai bên eo biển Đài Loan đều có chủ quyền riêng. Vậy chẳng phải hai bên đều là quốc gia riêng biệt hay sao? Nhưng Đài Loan hiện giờ không công khai tuyên bố độc lập, không phải điều đó có nghĩa là Đài Loan đã có chủ quyền từ rất lâu hay sao? Bởi vì chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã được thành lập cách đây 113 năm. Hơn nữa, còn có Ngọc Tỷ Trấn Quốc đã tồn tại gần 100 năm. Trong khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc thì mới thành lập năm 1949, tức là đến nay mới chỉ có 75 năm thôi. Vậy ai mới là anh cả đây? Ai mới là chủ nhân thật sự của mảnh đất Trung Hoa này? Sự thật lịch sử này luôn khiến Trung Quốc xấu hổ và không muốn nhắc đến, càng không muốn người ta biết đến. Thanh bảo kiếm thứ ba chính là việc ông Lại Thanh Đức yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng sự lựa chọn của người dân Đài Loan, thể hiện sự chân thành và hợp tác với chính phủ hợp pháp và được bầu cử dân chủ của Đài Loan. Chẳng phải câu này ngụ ý rằng chính quyền Bắc Kinh không được người dân bầu chọn và tính hợp pháp của nó là đáng nghi ngờ hay sao? Thanh bảo kiếm thứ tư chính là trước đây, Trung Quốc luôn chỉ trích chính phủ Đài Loan không sẵn sàng thực hiện trao đổi và đối thoại xuyên eo biển. Tuy nhiên lần này ông Lại cho biết, ông hy vọng hai bên eo biển sẽ làm như vậy. Thay thế đối đầu bằng đối thoại, thay thế công kích bằng sự trao đổi giữa các bên, hợp tác dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Như chúng ta đều biết, Trung Quốc sẽ tuyệt không đồng ý với nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy điều này tương đương với việc nói với cả thế giới rằng Đài Loan sẵn sàng tham gia đối thoại hòa bình. Nhưng vấn đề là bản thân Bắc Kinh không muốn và không dám tham gia đối thoại. Vì vậy, lời kêu gọi đối thoại xuyên eo biển này chẳng khác nào đá lại quả bóng cho Bắc Kinh.
nhưng Bắc Kinh không dám bắt lấy quả bóng và chính điều này đã khiến họ trở nên bị động và muối mặt hơn. Thanh bảo kiếm thứ 5, ông Lại Thanh Đức cho rằng Đài Loan sẽ tiếp tục hình thành một cộng đồng dân chủ với các nước dân chủ để tăng cường khả năng phục hồi nền dân chủ và ứng phó với nhiều thách thức khác nhau. Nói thẳng ra, điều này tương đương với việc nói với Bắc Kinh rằng mặc dù Bắc Kinh luôn đàn áp không gian ngoại giao của Đài Loan, nhưng Đài Loan cũng đã quốc tế hóa thành công đối với eo biển Đài Loan. Tức là Đài Loan không còn chỉ là một hòn đảo nhỏ lẻ loi đơn độc như trước, mà hiện giờ Đài Loan đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rộng rãi từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Nói cách khác, chính quyền ông Lại muốn kết nối Đài Loan với các đồng minh dân chủ hơn, khiến Trung Quốc nếu tấn công Đài Loan sẽ vấp phải những khó khăn và tốn kém đáng kể, đồng thời làm giảm đáng kể cơ hội chiến thắng của Bắc Kinh. Việc ông Lại phóng 5 thanh bảo kiếm này cũng bằng như là tuyên bố rằng Đài Loan không còn sợ hãi trước các cuộc tấn công dân sự và quân sự của Trung Quốc, đồng thời cũng đã tìm ra lối thoát và con đường tồn tại trước sự đàn áp của Bắc Kinh. Giấc mơ xâm chiếm Đài Loan của Trung Quốc liệu có tan vỡ? Trên thực tế, theo cá nhân chúng tôi, sau khi ông Lại Thanh Đức nhậm chức, điều đó không chỉ khiến Bắc Kinh đau đầu hơn trên con đường thống nhất Đài Loan, mà còn có thể tham vọng của Bắc Kinh tan thành bọt nước. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì đối với Trung Quốc mà nói, nếu thực sự nhất quyết dùng vũ lực tấn công Đài Loan, không những khả năng thất bại là rất cao, mà cái giá và rủi ro chiến tranh cũng không hề thấp, thậm chí có thể khiến chính quyền của ông Tập bị lung lay. Hơn nữa, Bắc Kinh đã phải hứng chịu các lệnh trừng phạt công nghệ cao của các nước châu Âu và Hoa Kỳ trong những năm gần đây, và việc chuẩn bị chiến tranh của họ cũng bị ảnh hưởng. Do đó, trong thời gian ngắn, Bắc Kinh không có đủ sức mạnh chiến đấu và trang bị để đánh chiếm Đài Loan. Vì vậy, đi theo con đường thống nhất bằng vũ lực quân sự rõ ràng là không khả thi. Tuy nhiên, Bắc Kinh rất có thể sẽ đi theo con đường khác gọi là thống nhất hòa bình mang tính cưỡng chế, cũng chính là bao vây Đài Loan bằng phong tỏa quân sự, đồng thời thực hiện cuộc chiến bao vây Đài Loan, buộc Đài Loan phải đầu hàng. Nhưng kiểu thống nhất hòa bình mang tính cưỡng chế này cũng không đơn giản như vậy. Ông Yasuhiro Matsuda, chuyên gia nổi tiếng về các vấn đề Trung Quốc và là giáo sư tại Đại học Tokyo ở Nhật Bản, cho rằng nếu muốn thống nhất hòa bình mang tính cưỡng chế được thành công thì phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện. Thứ nhất, Trung Quốc phải đủ sức mạnh. Thứ hai, Mỹ phải theo chủ nghĩa biệt lập và không muốn gây chiến với nước ngoài. Và thứ ba, các nhà lãnh đạo Đài Loan không có khả năng chống lại áp lực, chỉ cần bị đe dọa sẽ đầu hàng ngay. Chúng ta hãy xét xem 3 điều kiện này như thế nào. Đầu tiên, nền kinh tế hiện tại của Trung Quốc đang suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp cũng ngày càng gia tăng. Không chỉ chính phủ cạn tiền, mà nội bộ quân đội và ông Tập Cận Bình cũng nghi ngờ và không tin tưởng lẫn nhau. Một Trung Quốc như vậy rõ ràng không mạnh, mà trái lại đang ngày càng suy yếu. Thứ hai, liệu Hoa Kỳ hiện nay có theo chủ nghĩa biệt lập không? Câu trả lời là không. Mỹ không chỉ can thiệp vào việc phòng thủ của Ukraine, mà còn tích cực điều chỉnh lại việc triển khai quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và xây dựng các kế hoạch tác chiến mới xung quanh eo biển Đài Loan. Ví dụ, Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Đài Loan mới tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển vào tháng 4 năm nay, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản 2 ngày trước đó mới vừa đến thăm đảo Yonaguni, lãnh thổ Nhật Bản gần Đài Loan nhất. Kỳ thực đều là đang cảnh báo với Bắc Kinh rằng các ông tuyệt đối đừng nghĩ đến việc sử dụng vũ lực chống lại Đài Loan, nếu không lực lượng liên minh Mỹ-Nhật chắc chắn sẽ đón tiếp các ông. Thế còn điều kiện thứ 3 thì sao? Đó là sự phản kháng của các nhà lãnh đạo Đài Loan trước áp lực. Như chúng tôi vừa nói, ông Lại Thanh Đức đã bày tỏ thái độ của mình đối với Bắc Kinh là không cúi mình và cũng không khiêu khích. Hơn nữa, ông còn kêu gọi người dân Đài Loan có lý tưởng hòa bình, nhưng không được có ảo tưởng với Trung Quốc và còn phải thể hiện quyết tâm bảo vệ đất nước. Nói cách khác, ông Lại không có ý định khom lưng đầu hàng Trung Quốc, mà thay vào đó muốn làm hết sức mình để bảo vệ an ninh quốc gia. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là khả năng Bắc Kinh muốn thống nhất hòa bình theo kiểu áp đặt và cưỡng chế đối với Đài Loan về cơ bản là bằng không, vì 3 điều kiện này đều không được đáp ứng. Tuy nhiên, Bắc Kinh lại không có đủ khả năng sử dụng vũ lực để chinh phục Đài Loan. Nền kinh tế của họ vẫn đang suy thoái, lại phải bí mật hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Do vậy, giấc mộng Trung Hoa thống nhất Đài Loan của Bắc Kinh cuối cùng có thể sẽ tan thành bọt nước. Nhà lãnh đạo Trung Quốc giờ chỉ có thể hô hào thống nhất Đài Loan trong suốt cuộc đời của mình, cho đến khi thân xác ông ta trở về với cát bụi mà thôi. Muốn chống Trung Quốc còn cần một thanh đồ long đao. Chúng ta có thể thấy thái độ đối với Bắc Kinh của ông Lại không những không cúi mình, không kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là có chút cứng rắn. Trong bài phát biểu của mình, ông không chỉ ném 5 mũi dao sắc nhọn vào Trung Quốc,
mà còn cố gắng loại bỏ sự phản đối của nội bộ Đài Loan đối với thống nhất độc lập của hòn đảo này. Đó là lý do tại sao ông lại đã nói trong bài phát biểu của mình rằng cho dù đó là Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan hoặc là Đài Loan thì tất cả đều là tên gọi của đất nước chúng ta. Tuyên bố này rất táo bạo và cũng rất có tham vọng. Có thể thấy ông muốn đoàn kết người dân Đài Loan bất chấp lập trường chính trị để bảo vệ Đài Loan vốn là quê hương chung của họ. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc hơn là chính sách xuyên eo biển của ông Lại Thanh Đức giống như bà Thái Anh Văn đã thiếu mất một vũ khí hạng nặng và cũng có thể nói đó chính là một thanh đồ long đao. Chính là chính phủ Đài Loan cần công khai nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải, cũng là không đồng nghĩa với Trung Quốc, với dân tộc Trung Quốc. Người dân Trung Quốc không đồng nghĩa với các quan chức Trung Quốc. Như chúng ta đã biết, khái niệm Đảng Cộng sản Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Quốc lần đầu tiên được đề xuất trong cuốn sách 9 bài bình luận về Trung Quốc. Về sau thì được cựu Ngoại trưởng Mỹ là ông Mike Pompeo và cố vấn người Hoa của ông là Dư Mậu Xuân ra sức quảng bá. Chính quyền Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Quốc đã trở thành quan điểm chủ đạo trên chính trường Mỹ hiện nay, cũng chính là cần phải phân biệt rõ ràng giữa người dân Trung Quốc và chính quyền Trung Quốc. Trong đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken và phương tiện truyền thông quốc tế như là tờ Bloomberg v.v. gần đây cũng đã đều nhiều lần nhấn mạnh khái niệm này. Bởi vì sau khi trải qua những màn so găng trong mấy năm qua, xã hội phương Tây đã hiểu rằng kẻ thù thực sự của các nước phương Tây chính là chính quyền Trung Quốc, chứ không phải là người dân Trung Quốc. Tất cả đều là chính quyền Bắc Kinh cưỡng ép người dân nước này căm thù phương Tây. Do vậy, không phải tất cả người dân Trung Quốc đều đứng cùng hàng ngũ với lại Bắc Kinh. Ngược lại, ngày càng có nhiều người Trung Quốc không muốn đứng về phía Bắc Kinh. Nói cách khác, chính quyền Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Quốc đã trở thành tư duy chủ đạo trên chính trường quốc tế, không chỉ giúp người ta phân biệt rõ ràng ai là kẻ thù, ai là vô tội, mà còn có thể giúp họ thu hút thêm nhiều bạn bè cùng chung sức để chống lại kẻ thù chung. Hiện không chắc liệu bà Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức có biết rằng Bắc Kinh không đồng nghĩa với Trung Quốc hay không. Tuy nhiên, bài phát biểu nhậm chức của ông Lại không tách rõ ràng hai khái niệm là chính phủ Trung Quốc và nước Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu ông Lại cũng học theo Mỹ trong việc dùng câu chính quyền Trung Quốc không phải là Trung Quốc như thế thì điều gì sẽ xảy ra? Thứ nhất, Đài Loan có thể hội nhập hơn nữa với xã hội quốc tế về mặt chiến lược quốc tế, có thể khóa chắc mục tiêu và ngăn chặn, đồng thời có những chính sách ứng phó chuẩn xác hơn đối với Trung Quốc, tránh được trường hợp vì để ứng phó Đảng Cộng sản Trung Quốc mà biến toàn bộ người dân Trung Quốc thành kẻ thù. Chính quyền Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Quốc, thế thì việc chống lại Bắc Kinh không có nghĩa là chống lại người dân Trung Quốc. Do đó, câu nói này có thể thông não cho những người cũng phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay trong đất nước Trung Quốc, nhận được sự lý giải và đồng tình của họ, từ đó hóa giải sự hiểu lầm và thái độ thù địch của họ đối với Đài Loan. Hơn nữa, bên trong Đài Loan cũng có rất nhiều người lòng ôm Trung Quốc nhưng lại phản đối Trung Quốc. Vì vậy, nếu có thể công khai tuyên bố rộng rãi rằng chính quyền Trung Quốc không đồng nghĩa với người dân Trung Quốc và chống lại Bắc Kinh không đồng nghĩa chống lại dân tộc Trung Hoa, thì điều này cũng sẽ giúp loại bỏ sự phản đối và rào cản trong nội bộ Đài Loan và đoàn kết họ. Thứ ba, Đài Loan nhờ nền dân chủ tự do chín muồi mà nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế. Nền dân chủ Đài Loan cũng chính là điều mà người dân Trung Quốc khao khát nhất. Như vậy, nếu Đài Loan có thể tách biệt giữa chính quyền Trung Quốc và người dân Trung Quốc một cách chi tiết hơn và chống lại chính quyền Bắc Kinh, không có nghĩa là chống lại tất cả người dân Trung Quốc. Như thế, có phải cũng bằng như là giúp người dân Trung Quốc nhìn thấy sự tự do, cởi mở và bao dung của xã hội Đài Loan chăng? Liệu nó có giống như tấm kính chiếu yêu, chiếu ra sự chuyên chế, ích kỷ của chính quyền Trung Quốc? Trên thực tế, chính phủ Trung Quốc lo sợ nhất là những con tin mà họ đã lừa dối và bắt cóc sẽ lần lượt rời bỏ họ. Vì vậy, trước đây, dù là ông Pompeo hay ông Blinken, mỗi khi họ nhắc đến việc chính phủ Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Quốc, thì chính quyền này đều sẽ lo lắng và nhảy dựng lên một cách điên cuồng, thậm chí còn công khai xúc phạm ông Pompeo bằng những lời lẽ thô lỗ. Điểm này vừa khéo lại cho thấy chính phủ Trung Quốc không sợ quan chức tham nhũng và quân đội không có sức chiến đấu, cũng không sợ vốn nước ngoài và các công ty nước ngoài rời đi, mà sợ nhất là người dân Trung Quốc vứt bỏ nó, hiểu được rằng chính phủ này không đồng nghĩa với dân tộc Trung Quốc, càng sợ rằng người dân Trung Quốc sẽ hợp lực với nước ngoài để lật đổ nó và khôi phục lại một Trung Quốc truyền thống không có Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, chính phủ Trung Quốc không đồng nghĩa với Trung Quốc quả thực là một thanh đồ long đao khiến Bắc Kinh phải dùng mình khiếp sợ. Nếu chính quyền ông Lại có thể theo chân Hoa Kỳ giơ cao thanh bảo đao đồ long này, điều đó không những có khả năng đưa quan hệ hai bờ eo biển lên một tầm cao và hình mẫu mới,
mà còn có thể đẩy nhanh quá trình tự hủy diệt và tan rã của Bắc Kinh, từ đó củng cố nền hòa bình và ổn định lâu dài của Đài Loan. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin phép tạm dừng. Xin quý vị để lại quan điểm của mình để tiếp tục đóng góp cho chúng tôi. Đừng quên nút like và đăng ký kênh. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.